chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời. Và tạp chí Ngân hàng tuần này xin mời quý vị đến với những lưu ý của chuyên gia ngân hàng quanh một số thắc mắc khi giao dịch Internet Banking. Muốn hủy dịch vụ Internet Banking có thể thực hiện online được không? Hiện nay thì để hủy một cái dịch vụ Internet Banking hoặc bất kỳ dịch vụ nào của ngân hàng thì khách hàng phải đến quầy, và tại thời điểm đi đến quầy giao dịch thì phải mang theo chứng minh nhân dân hoặc là hộ chiếu để xác thực khách hàng. Phải làm gì để chuyển khoản thêm sau khi đã hết hạn mức trong ngày? Việc nâng hạn mức để giao dịch trong ngày hoặc là trên một lần giao dịch thì hiện nay các ngân hàng cũng yêu cầu khách hàng phải đến quầy giao dịch để thực hiện cái việc này thông qua những cái thủ tục mà ngân hàng quy định. Và một số ít các ngân hàng thì cho phép khách hàng có thể thực hiện thay đổi cái hạn mức online ngay trên Internet Banking. Khi nào dịch vụ thanh toán tự động trên Internet Banking trừ tiền trong tài khoản? Việc thanh toán hóa đơn tự động thì hiện nay các ngân hàng đã liên kết với các nhà cung cấp, và các nhà cung cấp đến định kỳ thì sẽ sinh ra một cái hóa đơn điện tử. Và tại thời điểm hóa đơn điện tử được các nhà cung cấp sinh ra thì hệ thống của ngân hàng sẽ thực hiện ngay lập tức cái việc thanh toán hộ cho khách hàng tự động hóa hoàn toàn. Trong trường hợp khách hàng không đủ tiền, không đủ số dư trong tài khoản để thực hiện tự động thì thông thường các hệ thống cũng sẽ thông báo cho khách hàng là lệnh cái giao dịch này không được thành công, và khách hàng hoàn toàn có thể chủ động thanh toán lại sau đó. Lưu ý nào khác khi dùng dịch vụ thanh toán hóa đơn tự động của ngân hàng? Khách hàng khi mà đi đến cái nơi nhà cung cấp dịch vụ để thanh toán thì hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ sẽ biết được là hóa đơn này đã thanh toán. Chỉ trừ trường hợp là nhân viên đi thu tiền điện tại nhà của các cái nhà cung cấp này tại thời điểm mà khách hàng đã thanh toán trên các kênh điện tử rồi, thì sau đó lại có nhân viên cùng thời điểm cũng đi đến nhà để thu, thì trong trường hợp này tôi khuyên là khách hàng cũng lưu ý dùm là nhắc nhở người nhà là không thanh toán trong những trường hợp này nếu chúng ta đã đăng ký thanh toán qua các kênh điện tử. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục Khách hàng hỏi Ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ cũng như là chính sách trong ngành ngân hàng thì Phi Yến xin mời quý vị gửi thư vào hộp thư tạp chí Ngân hàng fpnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần.